Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện hải đăng. Trong một video thì mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc đèn pin cầm tay rất nhỏ gọn và tiện dụng, bạn có thể sử dụng như một chiếc đèn pin thông thường hoặc các bạn có thể lắp trên xe đạp, xe máy hay xe điện. Thì đây là bộ đèn mình chuẩn bị gửi cho một bạn khách hàng tại Hải Dương. Thì nhân tiện đây thì mình xin giới thiệu nhanh cho các bạn. Trong bộ sản phẩm này thì bao gồm một chiếc đèn pin cầm tay, một bộ sạc bạn có thể dùng để sạc lại pin khi hết điện, và khi bạn mua tại xe hải đăng chúng tôi sẽ tặng bạn thêm một chiếc kẹp ghi đông, bạn có thể kẹp nó vào xe đạp hay xe đạp điện. Thì đây chính là chiếc đèn pin nhân vật chính của chúng ta. Về cách sử dụng thì mình đã hướng dẫn các bạn trong những video trước rồi. Khi hết điện thì bạn sẽ cắm sạc vào đây. Trên thân đèn thì có một chiếc công tắc, bạn nhấn một lần là bật đèn và nhấn hai lần liên tiếp sẽ chuyển sang chế độ chớp. Khi bạn mua hàng thì bên mình sẽ tặng cho bạn chiếc kẹp này. Và bây giờ thì mình sẽ bóc nó ra cho các bạn xem. Cấu tạo của chiếc kẹp thì gồm hai phần. Phần dưới thì bạn sẽ kẹp vào ghi đông và phần trên thì sẽ là cố định đèn. Đây là con ốc thì bạn sẽ lới lỏng ra và cho vào ghi đông của xe. Còn chiếc đèn thì bạn sẽ kẹp vào như thế này. Bạn quan sát thấy thân đèn có hình tròn nhưng ở giữa thì có hai phần lõm vào. Bạn sẽ cho hai phần lõm vào này để kẹp vào giá như mình đang làm. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc đèn pin cầm tay. Bạn có thể sử dụng như một chiếc đèn pin thông thường hoặc có thể sử dụng để kẹp trên xe. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.